Bất kể ngày hay đêm, những cán bộ chiến sĩ công an xã Yam Lá vẫn miệt mài ra soát, kiểm tra hồ sơ, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống. Thông tin đến người dân về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng và các phương thức sử dụng thay thế. Với quyết tâm cao, mỗi cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành chiến dịch 90 ngày đêm. Bà Pá Hờ Dú ở Buôn Dù, xã Yam Lá, năm nay đã gần 90 tuổi, bị tai biến đã gần 10 năm nay, nên việc đi lại để làm thẻ căn cước công dân hết sức khó khăn. Căn cứ danh sách của đơn vị cấp trên, công an xã Yam Lá đã trực tiếp đến tận nhà bà Hờ Dú để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân. Thấy sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an xã, gia đình bà Hờ Dú rất phấn khởi, tạo mọi điều kiện để cán bộ chiến sĩ công an hoàn thành nhiệm vụ. Em là Phá Hồng Quý, là cháu của bà. Em cảm ơn các chú chiến sĩ công an đã qua chụp căn cước cho bà em vì bị tàn tật nên là không có chụp được. Và gia đình em cũng rất là cảm ơn các cán bộ đã qua và hỗ trợ chụp căn cước cho bà em. Tương tự như gia đình bà Hờ Dú, bà Nay Hừng Ngai cũng ở cái tuổi thất thập cổ Lai Hy vẫn chưa được làm thẻ căn cước công dân. Mặc dù đêm đã về khuya, nhưng cán bộ chiến sĩ công an xã Yam Lá vẫn bám vào danh sách để đi đến từng nhà hỏi thăm về những người chưa làm thẻ căn cước công dân. Nhiều gia đình bày tỏ sự xúc động khi thấy cán bộ chiến sĩ công an xã thực hiện nhiệm vụ. Mình chân thành cảm ơn cán bộ chiến sĩ công an xã nhà rất nhiều, không quản ngại mưa gió đến tận gia đình mình để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho mẹ mình. Mình sẽ nhắc nhở các thành viên gia đình, nếu ai chưa làm thẻ căn cước công dân thì hãy đi làm ngay để bảo vệ quyền lợi cho bản thân nếu có việc cần đến thẻ căn cước công dân. Chiến dịch 90 ngày đêm diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 với 5 nhiệm vụ trọng tâm: cấp căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân, cấp định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Để hoàn thành các chỉ tiêu, lực lượng công an xã Yam Lá nói riêng và công an xã thị trấn trên địa bàn huyện Krông Pa nói chung xác định rõ đây là mệnh lệnh, là kỷ luật công tác của lực lượng công an, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thực hiện kế hoạch số 2556 của Công an huyện Krông Pa về việc triển khai mở đợt cao điểm 90 ngày đêm về cấp căn cước công dân và thực hiện đề án 06 của Chính phủ, thì trong thời gian qua thì công an xã Yam Lá cũng đã triển khai một số công tác trọng tâm như tổ chức tham mưu cho ban chỉ đạo đề án 06 của xã tiến hành chỉ đạo ban chỉ đạo các thôn buôn để phối hợp cùng lực lượng công an trong công tác tuyên truyền vận động người dân lên làm căn cước công dân. Thì đối với địa bàn xã Yam Lá là một trong những địa bàn nói riêng và địa bàn huyện Krông Pa nói chung, thì người dân hiện tại là đang đến mùa vụ là thường xuyên vắng mặt tại địa bàn, rồi là trong cái thời gian này thì thường xuyên có mưa bão, thế nên là cái việc mà vận động tuyên truyền người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước cái tình hình như trên thì chúng tôi cũng đã đưa ra một số cái phương hướng, đó là sẽ quyết tâm thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, nhưng mà các cái chỉ tiêu của cấp trên giao, trong đó thì bằng các cái biện pháp vừa tuyên truyền người dân trực tiếp lên làm căn cước công dân tại trụ sở ủy ban nhân xã, đồng thời đối với những trường hợp công dân già yếu tàn tật thì chúng tôi cũng trực tiếp xuống tận gia đình tận nhà để cấp căn cước cho người dân, và để làm sao cho đảm bảo tất cả người dân đều được làm căn cước công dân trước thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, chủ động khắc phục khó khăn, học tập những cách làm hay, hiệu quả để triển khai có hiệu quả đợt cao điểm 90 ngày đêm, hoàn thành các chỉ tiêu, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, cấp căn cước công dân, cấp định danh điện tử là những nỗ lực, cố gắng không ngừng của lực lượng công an huyện Krông Pa, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 tới đây.